Rồi, chờ xíu. 500 ngàn nha chú. Đây, kêu đây. Đây nè con. Có 3 ngàn đưa rồi, 500 nhiều quá. Tiêu rồi. Khoan đã. Gì vậy con? Ông kiểm tra lại tờ tiền đi. Đâu? Trời ơi, bên 500, bên 20. Thì người ta đưa vậy tôi mua rồi gấp, tôi đâu có để ý đâu. Nếu muốn thanh minh thì lên phường mà giải thích. Ủa, mà con quan sát sao biết nó lường gạt vậy con? Đầu tiên là con thấy chị ấy rất giỏi giả, ánh mắt cứ đảo thùm lum. Thứ hai là con thấy chị ấy có 10 ngàn, nhưng mà không lấy 10 ngàn đi mua kẹo, mà cố tình lấy tờ 500 ngàn. Thứ ba, khi lấy tờ 500 ngàn, chị ấy cầm giơ lên và che kín một nửa dưới lòng bàn tay. Cuối cùng khi ông tới gần, chị ấy gấp tờ 500 ngàn lại và giơ lên che mặt 20 ngàn để ông không thấy, và sau đó lấy tiền thói phóng đi rất là nhanh. Trời ơi, cũng vậy, nó tinh vi thiệt luôn á. Hai tờ này á là màu giống nhau nè, rồi rộng cũng bằng nhau nè, dễ là nhìn lầm lắm á. Ủa mà làm những chi vậy ta? Thì một tờ 500 ngàn, một tờ 20 ngàn, gộp lại là 2 tờ 500 ngàn. À như vậy đấy ha, là 520 thành 1 triệu. Trời đất ơi, lên lời quá rồi. Đó là lý do chị ấy chỉ mua nhẫn thứ rẻ tiền như kẹo xin gum rồi lấy tiền thói. Thiệt tình, chuyện lường gạt gì mà nó cũng làm được nữa à. Với chương này họ sẽ tìm nhẫn quán đông người, chủ quán bận rộn, hoặc là buổi tối ban đêm người ta không thấy đường để lừa đảo, có thể thuận lợi hơn. Lần sau ông nhớ kiểm tra tiền thói kỹ lại nhau. Thôi kêu con mang bắt đi con. Lường gạt. Anh ơi.